app VietJack, hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Xin chào tất cả các con đã quay trở lại với tiết học toán cùng với cô Giang. Và để bắt đầu một tiết học mới, như thường lệ, các con hãy chuẩn bị cho cô bút, giấy nháp và vở ghi nhé. Cô sẽ dành cho con 1 phút để chuẩn bị những đồ dùng học tập này nào. Ở những tiết học trước thì chúng mình đã được tìm hiểu về các đặc điểm của hình tam giác và tính được diện tích của hình tam giác rồi. Buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu thêm về một hình mới, đó chính là hình thang. Bài 90, hình thang, trang 91. Các con dở sách giáo khoa trang 91 ra nào. Qua bài học này thì chúng mình sẽ được tìm hiểu những kiến thức trọng tâm như sau. Một là nhận biết những đặc điểm cơ bản của hình thang. Hai là phân biệt được hình thang với các hình khác. Và cuối cùng là 3, vẽ được hình thang. Và ngay từ cái tên hình thang thì đã gợi cho con nhớ đến một đồ dùng, dụng cụ gì trong cuộc sống nhỉ? À đúng rồi, đó chính là cái thang phải không nào? Chúng mình sẽ đi tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của hình thang. Trước tiên các con nhìn lên đây là một hình vẽ cái thang. Các con thấy trong cái thang này có những hình gì đây? Đây, có những hình như thế này phải không nào? Đây nữa và đây nữa. Những hình này được gọi là hình thang. Cô có một hình thang. Các con hãy quan sát lên trên bảng và cho cô biết hình thang có điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đi xem là hình thang thì sẽ có bao nhiêu cạnh, bao nhiêu góc, bao nhiêu đỉnh nhá. Chúng mình xem này. Hình thang của cô thì sẽ có mấy cạnh đây? 1, 2, 3, 4. 4 cạnh. Mấy góc? 1 góc, 2 góc, 3 góc, 4 góc. 4 góc tương ứng với 4 đỉnh. Vậy một hình mà có 4 cạnh, 4 góc, 4 đỉnh thì là hình gì nhỉ? Thông thường là hình gì? À, nếu như không có điểm gì đặc biệt thì đây sẽ là một hình tứ giác. Vậy làm thế nào để chúng mình có thể nhận biết được đây là hình thang chứ không phải là một hình tứ giác thông thường? Chúng mình hãy xem. Hình thang này là hình thang A, B, C và D. Hình thang ABCD có cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Hai cạnh này cô được gọi là hai cạnh đáy. Và hai cạnh đáy này có điểm gì đặc biệt? Các con nhìn thấy hai cạnh đáy này thế nào với nhau? À, hai cạnh đáy này song song với nhau. Ngoài hai cạnh đáy ra thì cô sẽ có hai cạnh bên. Hai cạnh bên là cạnh bên AD và cạnh bên BC. Vậy, hình thang khác với một hình tứ giác thông thường là sẽ có hai cạnh đáy. Hai cạnh đáy song song với nhau. Vậy có bạn nào còn nhớ là nếu hai cạnh bên này cũng song song với nhau thì sẽ là hình gì? Hai cạnh này song song, hai cạnh này song song thì là cạnh gì nhỉ? À là hình gì nhỉ? Là hình bình hành phải không nào? Vậy hình thang sẽ khác hình bình hành ở chỗ là nó chỉ có một cặp cạnh đối diện và song song thôi. Còn hai cặp cạnh bên này thì không song song. Rồi, vậy là chúng mình đã tìm hiểu được đặc điểm của hình thang rồi đấy. Hình thang là hình có một cặp cạnh đáy đối diện và song song với nhau. Trong hình thang này thì cô sẽ có AH. Cô sẽ kẻ một đường cao AH ở đây. Cô kẻ AH vuông góc với DC thì AH là đường cao của hình thang ABCD và độ dài AH được gọi là chiều cao. Rồi, vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong về đặc điểm của hình thang. Bây giờ để có thể phân biệt được, nhận biết được hình thang với những hình khác thì chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nhé các con. Chúng mình đọc yêu cầu bài tập số 1 của mình cô này. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? Cô có 6 hình. Các con hãy quan sát và cho cô biết tất cả các hình trên bảng đều là hình gì? Đầu tiên đều là hình gì nhỉ? đều là các tứ giác, bởi vì sẽ có 4 cạnh, 4 góc và 4 đỉnh, phải không nào? Vậy hình thang, cách để nhận biết hình thang là gì? Là có một cặp cạnh đối diện và song song với nhau. Vậy từ đó thì chúng mình có thể nhìn rõ luôn đâu là hình thang nhỉ? Hình 1 này sẽ là một hình thang, bởi vì có cặp cạnh đối diện là cặp cạnh này đây, đối diện và song song với nhau đây. Hình 2 có phải là hình thang không? Đúng rồi, hình 2 cũng là một hình thang, bởi vì có cạnh này đối diện và song song với cạnh này. Hình 3 thì có phải hình thang không các con? Hình 3 có phải hình thang không nhỉ? Chúng mình sẽ sử dụng thước để xem hình 3 này có phải là hình thang không nhá. Chúng mình nhìn này, cạnh này có song song với cạnh này không? Theo cô nghĩ thì hai cạnh này sẽ không song song với nhau. Để kiểm chứng xem nó có song song với nhau hay không thì chúng mình sẽ thử kéo dài nó nhé, xem nó có cắt nhau không này. Cô thấy là khi kéo dài ra thì nó có cắt nhau, nên hai cặp cạnh này không song song với nhau. Và hai cặp cạnh ở bên dưới thì chúng mình nhìn thấy là cũng có thể dễ dàng nhìn ra là hai cặp cạnh này không song song với nhau. Vì vậy đây có phải là hình thang không các con? Đây không phải là hình thang. Tiếp tục đến với hình số 4 nào. Hình số 4 thì tương tự như hình 1, chúng mình thấy là hình 4 gần giống như hình 1, chỉ là nó xoay ngược lại thôi, phải không nào? Vậy hình 4 này cũng là một hình thang, bởi vì có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau. Hình 5 thì sao? Hình 5 chúng mình thấy có đúng không nào? Đó chính là cặp cạnh này. Đây, hai cặp cạnh này thế nào với nhau? Đối diện và song song với nhau. Vì vậy đây cũng là hình thang. Và tương tự hình số 6 thì chúng mình thấy có cặp cạnh này đối diện và song song với nhau. Đây cũng là một hình thang. Các con nhìn hình thang thứ 5 và hình thang thứ 6 có điểm gì đặc biệt nhỉ? Hai hình thang này đều có hai góc vuông. Chúng mình có thể gọi hình thang này là hình thang vuông. Còn hình thang số 1 và số 4 có điểm gì đặc biệt? Có điểm gì nhỉ? Chúng mình thấy là hai cạnh bên của nó bằng nhau như thế này. Sau này chúng mình sẽ được biết đây gọi là hình thang cân. Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua bài tập số 2 nào. Sau khi tìm hiểu xong bài tập số 1 để nhận biết được các hình thang so với các hình khác, chúng mình sẽ tìm hiểu bài tập số 2 của mấy cô nhé. Bài tập số 2 có yêu cầu như sau. Trong 3 hình dưới đây, hình nào có và họ sẽ đưa ra các đặc điểm. Chúng mình hãy quan sát các hình và xem hình nào có đặc điểm tương ứng thì chúng mình sẽ lựa chọn nhé. Đặc điểm thứ nhất, có 4 cạnh và 4 góc. Hình 1 thì sao? Có 4 cạnh 4 góc không? Có. Hình 2 có 4 cạnh và 4 góc không? 1, 2, 3, 4 cạnh, 4 góc. Có. Hình 3 cũng sẽ có 1, 2, 3, 4 cạnh, 1, 2, 3, 4 góc. Vậy là cả hình 1, hình 2 và hình 3 đều có đặc điểm là có 4 cạnh và 4 góc. Tiếp tục, hình nào có hai cặp cạnh đối diện song song nhỉ? Chúng mình nhìn hình 1 này. Hình 1 là một hình chữ nhật, phải không nào? Hình chữ nhật thì chắc chắn là có hai cặp cạnh đối diện và song song với nhau. Vậy là hình 1 có. Hình 2 này, hình 2 là hình gì đây? Hình 2 là một hình bình hành. Hình bình hành thì cũng sẽ có hai cặp cạnh đối diện và song song với nhau. Vậy là hình 2 cũng có đặc điểm là hai cặp cạnh đối diện song song. Còn hình 3 thì sao? Hình 3 có cặp cạnh này đối diện song song với nhau này. Nhưng cặp cạnh này thì có đối diện song song với nhau không? Không có. Vậy đặc điểm hai cặp cạnh đối diện song song với nhau chỉ có ở hình 1 và hình 2. Vậy còn lại thì hình 3 sẽ có đặc điểm là chỉ có một cặp cạnh đối diện song song. Và hình nào có 4 góc vuông? Thì chúng mình nhìn vào hình 1, hình 2, hình 3 thì hình nào có 4 góc vuông nhỉ? Duy nhất có hình 1 là hình chữ nhật thì sẽ có 4 góc vuông. Là hình 1. Vậy chúng mình đã giải quyết xong bài tập số 2. Bài tập số 2 thì đã giúp chúng mình có thể nêu ra được những đặc điểm khác nhau giữa hình thang và hình bình hành và hình chữ nhật. Từ đó thì chúng mình có thể phân biệt rõ ràng các hình này với nhau. Các con lưu ý là hình thang chỉ có một cặp cạnh đối diện song song với nhau thôi. Đây, đấy là đặc điểm dễ dàng để nhận biết hình thang nhất. Chúng mình ghi nhớ trong đầu cho cô là có một cặp cạnh đối diện và song song với nhau. Dựa vào đặc điểm này của hình thang, các con hãy vận dụng để làm bài tập số 3 cho cô nào. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang. Hình thang thì có 2 cặp cạnh đối diện song song với nhau. Vậy thì chúng mình chỉ cần vẽ đủ tiêu chí là 2 cặp cạnh đối diện song song với nhau là được rồi, đúng không nào? Vậy thì với ví dụ với hình này thì cô sẽ vẽ một cặp cạnh đối diện song song với cặp cạnh này chẳng hạn. Thì cô sẽ vẽ một đoạn thẳng dài ra như thế này. Các con có thể vẽ đến đây, hoặc đến đây, hoặc đến đây cũng được. Đến đâu cũng được là tùy ý các con, miễn là nó song song với cái cạnh ở trên là được. Cô sẽ vẽ ra đến đây nhá. Sau đó thì cô nối hai cạnh này lại với nhau. Nối hai cạnh này lại với nhau. Thì lúc này cô đã được một hình thang. Cô đã được một hình thang rồi. Đây là cách vẽ thứ nhất của cô. Cách vẽ thứ hai thì cô cũng có thể vẽ một cạnh song song với cái cạnh này này. Cô có thể vẽ cạnh song song với cạnh này nhá. Cô vẽ như này. Cô có thể vẽ kéo dài đến đây, được chưa nào? Cô sẽ vẽ kéo dài đến đây và cô nối lại. Thì cái hình này cũng là một hình thang, bởi vì có 2 cặp cạnh này đối diện và song song với nhau. Đó, các con có thể vẽ tùy ý theo các con. Đây không bắt buộc, miễn sao các con có thể vẽ được 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau là được. Rồi sang hình tiếp theo nào. Sang hình tiếp theo thì chúng mình cũng làm tương tự thôi. Các con sẽ lựa chọn xem là mình sẽ vẽ cạnh song song với cạnh nào. Nếu con vẽ cạnh này nhá, nếu con vẽ cạnh song song cạnh này thì con vẽ ở đây. Con vẽ ở đây, cô có thể vẽ nó đến đây thôi. Cô có thể vẽ nó đến đây cũng được, đến đây cũng được, đến đây cũng được, đến đâu cũng được cả, tùy thuộc vào các con. Vậy cô sẽ vẽ đến đây thôi nhá. Đây, thế là cô đã thỏa mãn được là cạnh này song song với cạnh này rồi. Và cô nối hai cạnh này lại với nhau, cô được một hình thang. Được chưa nào các con? Các con có thể vẽ đến đây, tùy ý các con. Không thì các con có thể vẽ cạnh song song với cạnh dưới này, thì con sẽ vẽ ở trên này. Trên này đến đây, rồi con nối vào với nhau. Đây là tùy thuộc vào các con sẽ lựa chọn xem là chúng mình sẽ vẽ thêm cạnh nào để song song với cạnh nào. Có rất nhiều các cách vẽ. Rồi, dựa vào những gợi ý của cô và hướng dẫn của cô thì các con có thể tự mình vẽ cho cô bài tập số 3 này vào sách giáo khoa được không nào? Sau khi hoàn thành xong bài tập số 3 thì cô và con sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau. Cô có một hình thang A, B, C, D. Họ hỏi chúng mình là có những góc nào là góc vuông. Chúng mình hãy nhìn vào hình thang A, B, C, D thì sẽ có những góc nào là góc vuông các con nhỉ? À, họ đã ký hiệu sẵn cho mình những góc vuông rồi phải không nào? Chúng mình có góc đỉnh A, cạnh AB và AD. Và góc đỉnh D, cạnh DC và DA là những góc vuông. Tiếp tục chúng mình hãy nhìn xem cạnh nào vuông góc với đáy. Đáy là gì nhỉ? Đáy là 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau là AB và DC đây. Đây là 2 đáy này, đáy AB và đáy DC. Cạnh nào vuông góc với đáy? Chúng mình nhìn ra được không? À, đúng rồi. Cạnh AD là cạnh vuông góc với đáy AB và DC. Hình thang này chúng mình sẽ được gọi là hình thang vuông. Cô có nhận xét như sau. Hình thang có một cạnh bên vuông góc với 2 đáy được gọi là hình thang vuông. Các con có thể nhìn vào hình dạng ở đây và có thể nhìn ra đây là một hình thang vuông. Vậy là chúng mình đã giải quyết xong bài tập số 4. Bài tập số 4 cũng đã kết thúc tiết học của chúng mình ngày hôm nay. Qua tiết học này thì chúng mình đã được nhận biết được những đặc điểm cơ bản của hình thang phân biệt hình thang với những hình khác và tự mình vẽ được các hình thang. Đặc biệt là chúng mình đã biết thêm về một hình thang đặc biệt là hình thang vuông, là hình thang có cạnh đáy, có cạnh bên vuông góc với cạnh đáy. Về nhà các con hãy ôn tập thêm về đặc điểm nhận biết hình thang, làm những bài tập có liên quan để củng cố thêm lượng kiến thức cho chính mình. Cô chúc các con sẽ có thêm thật nhiều tiết học thật vui và bổ ích. Cô xin chào tất cả các con. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.